Chị, nhà chị ở đâu ạ? Chị Bến Kiệm nè. Nhà chị có nhiều người nhiệt tình ghê máy ở tù. Có mấy Nguyễn Kiệm chị? Hả? À? Có mấy Nguyễn Kiệm để em biết lỡ bữa nào 915 cần. 915 Nguyễn Kiệm. Ở đó chị có cho dân chủ ở không? Dạ, được. Okay. Đăng ký là được, đăng ký là... Đăng ký hả? Đăng ký công an nó chạy như giống như bà con mình á. Dạ nó. Mà giúp được là giúp. Đó. Nhà chị nhưng mà chị cho thuê về chị cho đúng ở về không sợ hả? Giúp đỡ đây thuê giờ chị con, giờ chị tìm mấy người dân chủ làm gì ạ? Người ta yêu nước đó. Chắc gì họ đã yêu nước. Em thấy dân chủ cụi nhiều lắm, nó lợi dụng để kiếm tiền. Thì người ta có lòng yêu nước vậy. Ai không có tiền sao sống? Có nhiều người hả kiếm chuyện kích động để kiếm tiền chứ còn mà người yêu nước thực sự em nghĩ mấy đâu. Em nói thiệt. Tội. Trên mạng thấy em thấy tô qua tô lại nhau vậy cho 995 Trung Quốc ở thấy cái lãnh đạo ông chị ra ngoài ông nó đuổi thằng chặt đầu đi rồi ngàn năm đô hội chặt đầu không ơi mấy này nước vô thấy từ ông có đúng rồi đúng em thấy đúng không em nói đúng thôi không em thấy rồi. Em thấy mọi người nói cứ cho Trung Quốc thuê nhưng mà hiện tại em cũng nghe theo vậy thôi chứ em không giờ, chính không có không chưa có văn bản nào nói cho Trung Quốc thuê cả bởi vậy lỡ cho thằng Mỹ thuê cả kiến nè Mỹ cũng được không trời con kiến này nó cắn đầu lắm luôn á Mỹ tôi nói thà làm nô lệ thằng Mỹ giàu có hơn làm thằng nô lệ thằng tàu đúng không Mỹ nó bên thôi lại nó lại chị luôn nó Mỹ hay tàu nha. Mỹ hay tàu gì cũng Mỹ cũng là nô phận nô lệ hết chứ hơn thằng tàu chứ nó đi nó bây giờ nó ra tay với hiệp ông đem nó xem nó đâu có thèm lấy đất vàng hay là đất miếng nước nào đâu cần ta đâu trời ơi bên Mỹ nó còn ghê hơn em nhà Mỹ nè. Rồi bên Mỹ mà chị ví dụ nhà của chị mà chị đi 20 năm về là nó câu nhà luôn còn nhà của chị nữa đâu hả tại vì mình hợp đồng Mỹ á nhà em ở Mỹ nhiều tại mình không trả tiền không nói tánh nói là còn ở Việt Nam này mà chị để nhà 20 năm chị về vẫn là nhà của chị không ai đụng hết trơn mà ở Mỹ mà chị đi 20 năm về là câu mất cái nhà của chị tại mình hợp đồng nó sao không trả tiền nó bể chứ sao tánh nó đúng tiền mình nhận thì bởi vậy nhà mình mà không phải là nhà mình Mỹ là nhà mình mà không phải nhà mình cho nên hả chị trả tiền đủ hay là mình hợp đồng nó đúng vậy nó đâu có làm dạ. Trả tiền đủ hay không trả tiền đủ vậy ví dụ như ở nhà ở Việt Nam mà chị giờ chị em nhà em sang Mỹ 20 năm em về tôi lại về, cái nhà ở đây vẫn còn đó cứ nói vậy thì nó kêu cộng sản em trả cộng sản nào hết trơn em người dân bình thường ra không chuyện nhưng mà làm cho 99 năm dữ vậy 99 năm là cái luật đó luật của quốc tế đặc khu trên thế giới là có hơn 4.000 đặc khu cái nào cũng 99 70 đến 99 năm chỉ có một mức cái đó là luật quốc tế chứ phải là mình quy định đâu biểu tình em nãy giờ em thấy mọi người em cũng ra không chịu đời con về cháu mình chịu ảnh hưởng ai đòi trả ai trả mà đâu có cho Trung Quốc thuê đâu mà hỏi em thấy mọi người cũng vô lý em ra không chuyện em thấy mọi người vô lý đâu có cho Trung Quốc thuê đâu mà tự nhiên đưa bản cấm Trung Quốc đâu cho Trung Quốc thuê đâu quân khu gì đấy trời đâu có ai cho Trung Quốc thuê đâu đặc khu nhưng đâu có ai cho Trung Quốc thuê đâu mà tự nhiên mọi người bị kích động xong lên ra Trung Quốc em cũng ra hóng chuyện nè mà kết quả là em thấy tàu lao thì đi về tại vì hả đâu có cho Trung Quốc thuê đâu thực sự là trả cho Trung Quốc thuê còn chị nói vậy là em bó tay em nói thiệt á yêu nước là phải trái tim nóng cái đầu lạnh nó phải biết suy nghĩ nó phát triển được chứ còn yêu nước mà hả ngu đặc mà cứ suốt ngày cứ đe nghe suối là em phải mình phải suy nghĩ thì thấy làm cái này bán cái này làm gì mà những cái nhìn làm như cộng sản đó là âm thầm làm cái biết được trời ơi chị ơi cộng sản mà âm thầm làm mà sao người dân biết mà người dân ra đường âm thầm thì chắc người dân không biết rồi đúng không nếu âm thầm là người dân không biết rồi ngày xưa là cộng sản nó dùng nó vô đặt mìn hay là nó làm từng nó làm nó nói trước đây cái chuyện nói đây ở vùng quầy tây là có chế độ tây biết thế nào trên công an gia đình à thì bởi vậy em nói bởi vậy có những đứa nó mình ví dụ như biểu tình nó thì im đi đúng không tây đăng công khai để làm gì để làm gì em nói thiệt làm gì về công tác là vô trọng điểm là vô người chính là em nghĩ là em nghĩ là mình nên về nhà chứ còn đúng, là mấy người chính là đâu đó là chấm hết chứ giờ mình lên không chuyện không có nói vậy được mình cái gì cũng phải tỉnh táo mình yêu nước thì yêu nước chứ còn mình đi chửi
hay người kia, chị phải có bằng chứng này kia. Em là cái gì ra cái đó, ví dụ như cái này mình không đồng ý, mình phản đối, đúng không? Nhưng mà cái gì mà họ đúng, mình vẫn phải ghi nhận họ đúng. Mình nói có cái đúng, cái sai thì người ta mới nghe. Chứ còn mà cái gì cũng chửi, cái gì cũng chửi ngang với ngang hết ai nghe. Đưa ra quốc tế cũng chả ma nào nghe, nói thiệt luôn. Em nói thiệt với chị vậy á, chứ còn mà... Chứ... Trời ơi, em có người trong dịch trên giữa này đó hả? Đúng rồi. Trời ơi, em hơi nghiêng nghiêng tí, em ở ngay giữa, đầu lắm. Em mà... Em hơi nghiêng không đây em. Công nhận không? Em sẽ gác trướng em biết. Rồi, thôi em nghĩ là chị nên giải tán đi về. Màu đỏ, trời ơi, dầu kinh khủng, già xong kinh khủng lắm. Này, để làm con bên. Em nghĩ là chị nên đi về, đi giải tán rồi mọi người cũng về hết trơn rồi. Dân chủ cũng về rồi. Chị làm gì, tối ngày chị anh đi chơi, chẳng làm gì. Ủa sao không làm chị? Chị không con cái vậy chứ làm gì. Hồi giờ chị kính kịch nhiều cho bây giờ không ít căn nhà. Có của cải giờ cũng chẳng có niềm vui. Ồ vậy hả? Thấy ai rồi có gì mình giúp đỡ người ta thôi. À. Ở chị nãy giờ nói mà không phải chị tên gì ạ? Tên Nhàn. À chị Nhàn. Thôi, thấy chị cũng dễ mến, chị cũng biết nghe nha, chị nghe lầm không về bị coi lại coi sao tí nữa đây rồi. Thôi cũng mong là mọi người coi lại, tại em thấy dân chủ họ cũng yêu nước mà, nhưng mà họ nhiều người đa số là lợi dụng. Tại vì tụi em lên mạng em thấy rồi, lợi dụng xong người ăn chia không đều, có lên chửi lộn nhau ổng cứu tỏi. Chị lên mạng không? Chị có lên mạng không? Chị không lên biết lên mạng, nhưng mà chị muốn học hỏi để lên mạng nè. Còn chị cũng nhờ công an ở phường nó làm giấy tờ nhà cho chị. Chị có mình giờ nó là giấy tờ nhà cho chị bán dễ, nó chị cũng lên chị giống như than thở, chị nói là chịu làm giấy tờ nhà cho chị em quê. Em nói chị nghe phần nhờ chị cứ đòi, em nói thiệt, cái này là mình suy nghĩ cho đời con đời cháu mình thôi. Giờ ai cũng đòi lật đổ, mà chị biết đâu phải lật đổ là dễ đâu. Giờ lật đổ là sẽ có bạo loạn, sẽ có kích động, sẽ có đủ thứ hết trơn á, sẽ có chiến tranh nữa lúc đó. Ôi, người, chế độ này người mà chết là con cháu mình chế độ này cũng được, nhưng mà cái bây giờ đang sống bình yên, em chỉ mong sống bình yên như vậy thôi. Biểu tình coi như là cái gì sai ta biểu tình đi, chế độ này cũng được vậy. Chế độ này là coi như là công an nhiều, coi như đỡ chế độ kia tự do quá, đâm mình ăn chửi luôn chết mới thành mà. Thì đó giờ ở chuồng đó kêu gọi ở chuồng biết tình chị. Chị dám ở chuồng, chị dám ở chuồng không? Dám ở chuồng biết tình đâu? Minh quá. Chế độ này cũng được nhưng mà cho biểu tình đi, người ta không đơn chịu. Chị thấy không? Người ta biểu tình, sáng giờ đâu có ai bắt bớ gì đâu. Nè, chị nói với em hỏi chuyện câu thôi. Nãy sáng giờ chị thấy biểu tình này kia đâu có ai bắt gì đâu đúng không? Mọi người vẫn biểu tình bình thường, vậy có tự do dân chủ thì chưa? Nó đỡ hơn rồi đó. Đúng không? Hơn ngày trước rồi đó. Nghe không? Người ta làm đúng thì nó lại biểu tình không cho đất được. Trong luật Việt Nam không có cấm biểu tình. Nhưng mà biểu tình đừng bạo loạn, đừng kích động. Chị hiểu không? Chứ còn mà mình phải nắm luật chứ. Còn mà đây nè, mọi người chị thấy sáng giờ biểu tình quá trời, đâu có ai bắt bớ, đâu có ai làm gì đâu đúng không? Cái này em nói sự thiệt, sự thật, mình vẫn đi biểu tình em nè, đó. Sáng giờ mệt có giờ đứng nghỉ. Nhưng mà cái gì đúng là đúng, cái gì sai sai mình phải phân tích đàng hoàng rõ ràng. Chứ cái này cái gì? Thôi đừng coi nói được rồi, mình giỡn chút. Thì đó, họ phát đó. 99 hả? Ừ. Đó. Nhưng mà em đi em thấy nó tào lao, thịt bột mỡ ra. Phản đối thì phản đối, chứ còn mà Trung Quốc nó bố mẹ anh Trung Quốc đâu ra. Tại vì em ở nước ngoài là em biết. Ở nước ngoài bên em hả, đặc khu đầy luôn mà, nước có giàu lắm. Mà cái luật quốc tế là 70 năm, 99 năm, cái luật nào cũng vậy. Mình thi theo quốc tế là mình phải chịu theo cái luật của nó. Chứ mình đâu có tự ý mà đặt ra cái 2 năm, 3 năm đâu được. Đó là luật quốc tế chứ đâu phải luật Việt Nam đâu. Coi lại coi. Luật quốc tế luôn á. Có hai mức, có hai hạng mức 70 năm và 99 năm. Cũng như lâu lâu nó họp gì bách gì đó. Chị thấy cái thằng Dubai không? Giàu có không? Nó giàu lên nhờ đặc khu kinh tế. Thằng Singapore trở thành con rồng châu Á. Nó không có tài nguyên, không có một cái gì hết. Đất nước của nó chỉ có 5 triệu dân. Nhỏ xíu à. Nó đang nóng, em dở cho nó. Đó, chị thấy không? Mà nó giờ là thành con rồng châu Á luôn á. Việt Nam mình nó cứ kêu là muốn bằng sinh, bằng tàu, bằng này kia. Kết quả không cho làm gì hết trơn á. Em thấy nó tào lao là thiệt á. Em nói chị nghe nè. Đây sáng rồi mấy người phát đây nè. Đó, mấy người phát em nè, thấy chưa? Thấy chưa? Tào lao xịt bột. Đó, tào lao xịt bột, em nói thiệt. Còn giờ em nên khuyên chị về nhà đi, mất công á. Tiếp tay cho tụi vi phạm pháp luật và bị bắt, nó đáng chịu á. Em nói thiệt.